Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin Tài chính thị trường. Mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao dịch tại ATM bằng căn cước công dân. Lạm phát tăng cao kỷ lục ở nhiều nước châu Âu. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân theo xu hướng công nghệ 4.0, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và hướng đến thanh toán không tiền mặt. Theo đề án chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, đặt ra 11 nhóm với 130 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó, các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại điện tử sẽ được triển khai trên nền tảng tài chính số Fintech. Mục tiêu của đề án nhằm thúc đẩy thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại 100% chợ, trường học, bệnh viện trên địa bàn. Hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, bảo đảm đến hết năm 2022 có 100% tổ chức doanh nghiệp sử dụng. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và công nghệ thông tin cho rằng hiện nay khung pháp lý cho chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện. Do vậy, phát triển ngân hàng số để mang lại hiệu quả hơn trong hoạt động và mang tới các sản phẩm số tiện ích cho khách hàng. Việc thanh toán không tiền mặt được đẩy mạnh cũng sẽ thu hút người dùng để phát triển lĩnh vực kinh tế số của thành phố Đà Nẵng. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng bùng nổ trong giai đoạn 2020-2021, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia dự báo quy mô tăng trưởng sẽ đạt 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Thông tin tại diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, giá trị chi tiêu bình quân mỗi người Việt Nam dành cho mua sắm trực tuyến đạt khoảng 240 đô la Mỹ một năm, tăng 42% so với năm 2016. Dịch bệnh Covid-19 đã thúc đẩy thương mại điện tử nở rộ hơn lúc nào hết. Số lượng doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch trực tuyến cũng tăng lên đáng kể, trở thành một giải pháp để doanh nghiệp duy trì hoạt động. Chúng ta phải sản xuất những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đang mong muốn, chứ không phải là chúng ta sản xuất sản phẩm gì mà chúng ta muốn làm. Thì cái đó nó không phải là đơn giản mà chúng ta phải có những cái chương trình điều tra, nghiên cứu. Bản thân những cái nhà sản xuất cũng phải thay đổi cái cách sản xuất sản phẩm của mình. Muốn làm trên thương mại điện tử thì cái cách sản xuất cho những cái sản phẩm mà nó mang tính chất bao bì, di chuyển như thế nào. Dù vậy, thương mại điện tử cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó phổ biến nhất là tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng bán tràn lan, thiếu sự kiểm soát, gây mất lòng tin cho người tiêu dùng. Hiện ngành chức năng cũng đang tăng cường các hoạt động kiểm soát, song hành với các sàn thương mại điện tử, tự động lọc, chuẩn hóa sản phẩm để làm trong sạch môi trường thương mại điện tử. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm giao dịch tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Tính năng này đã nhận được sự ủng hộ của người dùng bởi tính tiện dụng và bảo mật, đồng thời tích hợp thêm tính năng đối với căn cước công dân. Đến rút tiền tại cây ATM, thấy có hướng dẫn giao dịch bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, nên chị Ngọc đã thao tác theo. Rất đơn giản, chỉ trong vòng vài chục giây, chị Ngọc đã hoàn tất giao dịch. Chỉ cần nhập pin thẻ, như bình thường, như những cái giao dịch tại ATM bình thường khác. Mình không phải làm thủ tục gì cả, thì mình chỉ có căn cước công dân gắn chip mới được phát hành thôi. Thì mình có thử và tất cả mọi thông tin có vẻ là đã được tích hợp ở trên cái căn cước công dân rồi. Bên phía công an thì cũng đã đồng bộ những cái thông tin như là thẻ bằng lái xe hoặc là các giấy tờ tùy thân khác vào căn cước công dân. Chính vì thế là khi việc chỉ cần mang theo căn cước công dân đi thực hiện giao dịch thì mình cảm thấy rất là tiện. Chỉ cần với một chiếc thẻ thôi là mình đã có thể thực hiện được gần như là tất cả mọi giao dịch và cũng như là các nhu cầu khác của công dân rồi. Nếu như trước đây, người dùng chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng, thì nay, sau khi khách hàng quét thẻ căn cước công dân gắn chip tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra và đối chiếu thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Việc tích hợp tính năng giao dịch ngân hàng tự động cho thẻ căn cước công dân mang lại tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Về phía ngân hàng thì việc ứng dụng căn cước công dân chip trong các giao dịch đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp và loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình giao dịch với cả khách hàng so với kiểm tra và đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây, và đồng thời giúp ngân hàng trong việc mở rộng thêm các khách hàng thông qua phương thức xác thực điện tử EKYC, đặc biệt trong giai đoạn mà chuyển đổi số hiện nay. Bộ Công an đánh giá việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip cho các giao dịch ngân hàng tự động sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong các thủ tục hành chính, giảm thiểu nguy cơ giả mạo tài khoản, sai sót khi chuyển hay là rút tiền mặt. Khi mà chúng ta đã tích hợp với thẻ căn cước công dân và với cái thẻ ATM rồi thì chúng ta cũng là có ý thức trong cái việc sử dụng bảo quản để đảm bảo cái chất lượng của thẻ, thì sẽ qua quá trình thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác để thực hiện giao dịch nó được thuận tiện, nó không xảy ra các vấn đề về kỹ thuật. Hiện nay, việc rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip chỉ mới được thí điểm áp dụng tại một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới mới áp dụng rộng rãi ở các địa phương khác. Ngoài ra, người dân còn có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở. Sau đây là một số thông tin giá cả thị trường đáng lưu ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tính đến cuối tháng 4, toàn thị trường trong nước đã ghi nhận trên 5,2 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư. Trong đó, riêng trong tháng 4, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 232 tài khoản. Con số này chỉ thấp hơn so với kỷ lục tháng 3 vừa qua với 271.000 tài khoản. Còn lại vẫn cao hơn so với các tháng trước đó. Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán trên đầu người chính thức cán mốc 5,2%. Với mức tăng trưởng này, tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán vào năm 2030 đạt 10% hoàn toàn khả thi. Thời gian gần đây, do giá trái thanh long xuống thấp, chi phí đầu tư tăng cao nên nhiều nhà vườn tại tỉnh Bình Thuận đã chặt bỏ cây thanh long để chuyển sang cây trồng khác. Cụ thể, từ cuối năm 2021 cho đến nay, giá thanh long rất thê thảm, giá bán không quá 5.000 đồng mỗi ký. Theo nhiều chủ vườn thì tiền bán thanh long không đủ để trả tiền điện trồng đèn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc. Do đó, nhiều nhà vườn dự tính chuyển sang trồng mít, mãng cầu hay là dừa xiêm. Trong những ngày qua, tại Tiền Giang, giá dừa tươi uống nước đang tăng mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân các vùng chuyên canh tại địa phương. Thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 90.000 cho đến 100.000 đồng một chục 12 trái, tùy theo địa bàn. Bình quân mỗi trái dừa có giá từ 7 đến 8.000 đồng. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Giá dừa tăng mạnh nên bà con rất phấn khởi bởi có thêm nguồn thu nhập khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bù đắp phần nào những thiệt hại do Covid-19 vừa qua đối với sản xuất và đời sống. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Quốc hội Lào đã thông qua nghị quyết giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Đây được xem là một trong những nỗ lực của Lào nhằm ngăn chặn vật giá leo thang do sự tăng giá liên tục của mặt hàng nhiên liệu. Tin cho phóng viên tại Lào thực hiện. Theo nghị quyết, thì thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng dầu diesel sẽ giảm từ 21% xuống 11%, trong khi xăng sẽ giảm từ 31% xuống 16%. Nghị quyết nêu rõ đây là biện pháp tạm thời có hiệu lực trong 3 tháng và có thể bị bãi bỏ nếu tình hình thị trường thế giới thay đổi. Kể từ đầu năm nay, giá xăng dầu tại Lào đã có 11 lần điều chỉnh và liên tục lập đỉnh mới. Trong những tuần gần đây, một số tỉnh thành của Lào đã gặp phải tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó có cả thủ đô Viêng Chăn. Trước tình hình này, thì chính phủ Lào đã kêu gọi người dân trên toàn quốc nỗ lực tiết kiệm xăng dầu bằng cách là đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc là giảm bớt việc đi lại không cần thiết. Thưa quý vị, sau cú sốc kép của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng ở Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu hiện đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao kỷ lục. Số liệu mới nhất cho thấy Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Đan Mạch trong tháng 4 đã ghi nhận tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục trong nhiều thập niên, lần lượt ở mức là 14,2%, 10,2% và 6,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nhà ở, thực phẩm và nhiên liệu tăng mạnh. Chỉ tính riêng về nhiên liệu thì giá khí đốt tại các nước này trong tháng 4 đã tăng hơn 40%, đến hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát bắt đầu tăng sau khi các nước nới lỏng hạn chế áp đặt chống Covid-19 vào năm ngoái, song đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, khiến cho giá năng lượng và thực phẩm càng bị đẩy lên cao. Ngân hàng trung ương của các nước Liên minh châu Âu đã bắt đầu tăng lãi suất để cố gắng điều tiết đà tăng lạm phát. Trong khi đó, thì các nước không sử dụng đồng euro như là Cộng hòa Séc, Anh, Na Uy hiện cũng thực hiện động thái tương tự. Theo một nghiên cứu mới công bố, giá cả leo thang đã làm số hộ gia đình tại Anh phải cắt giảm khẩu phần ăn hoặc là bỏ bữa tăng trên 50% trong vòng 3 tháng qua, ảnh hưởng đến 1/7 số hộ gia đình ở Vương quốc Anh. Theo nghiên cứu của tổ chức Food Foundation, khoảng 7,3 triệu người trưởng thành đang sống trong các hộ gia đình ở Anh buộc phải cắt giảm lượng lương thực, thực phẩm mua trong tháng 4 vừa qua hoặc là phải bỏ bữa dù đói. Trong khi đó, 6,8 triệu người trưởng thành đã phải cắt giảm lượng thức ăn trong bữa ăn hàng ngày hoặc là phải bỏ bữa vì không đủ khả năng hoặc là không thể tiếp cận thực phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.